Chào mừng quý vị đến với một thời sự trong tuần của Little Sài Gòn TV. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi qua bài viết của tác giả Hoàng Trường. Thưa quý vị, hôm 3 tháng 6 đánh dấu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine được 100 ngày. Cuộc chiến rồi sẽ đi về đâu dường như xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho đến nay, đẩy nó trở lại vạch xuất phát vào ngày 24 tháng 2, hay cố gắng đẩy nó xa xa hơn nữa tới biên giới quốc tế để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng kể từ năm 2014. Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác, ví dụ như về cái giá phải trả, rủi ro về những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh và vị trí của Nga trong một trật tự châu Âu tương lai. và hôm 4 tháng 6, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng tổng thống Nga Putin đã phạm một sai lầm lịch sử và cơ bản khi xâm lược Ukraine. Ông nghĩ là ông ấy đã tự cô lập mình Ông Macron nói với truyền thông Pháp, nhưng mà tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng Nga không nên bị làm nhục, để đến ngày giao tranh ngừng lại, chúng ta có thể mở đường thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông Macron đã tìm cách duy trì đối thoại với tổng thống Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2. Lập trường của ông Macron đã nhiều lần bị một số đối tác Đông Âu và khu vực Baltic chỉ trích vì họ coi đó là hành động phá hoại nỗ lực gây áp lực với Putin. Ông Macron khuyến cáo trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố chúng ta không được làm nhục Nga để khi ngày giao tranh dừng lại, chúng ta có thể xây dựng một lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao. Và ông tin rằng Pháp có vai trò là một nhà trung gian. Ông Macron đã nói chuyện thường xuyên với ông Putin kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 như là một phần của nỗ lực tìm kiếm của việc ngừng bắn. Ông Macron nói, tôi đã nói với ông ấy rằng ông ấy đang mắc một sai lầm lịch sử và cơ bản đối với người dân của mình, đối với bản thân và lịch sử và chúng tôi đã đối thoại với nhau được ít nhất 100 giờ. Pháp đã hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và tài chính, nhưng đến nay ông Macron vẫn chưa thăm Kyiv như một cử chỉ biểu tượng tình đoàn kết. Vậy là không chỉ một mình Tổng thống Pháp cảnh báo không nên dồn Putin vào chân tường, mà ngay cả Henry Kissinger, là cựu ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, hôm 16 tháng 5 cũng tuyên bố thêm ở trên Financial Times rằng thật không khôn ngoan khi có thái độ thù địch cùng lúc với cả hai đối thủ và thúc đẩy họ xích lại gần với nhau. Trước mắt chúng ta không nên gộp cả Nga và Trung Quốc lại với nhau như là một yếu tố không thể tách rời. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Putin đã tính toán sai về tình hình và ông ấy phải đối mặt trên trường quốc tế và tính sai khả năng của Nga. Nhưng liệu Putin có leo thang chiến tranh bằng cách chuyển sang một loại vũ khí chưa bao giờ được sử dụng hay chăng? Kissinger còn cảnh báo trên Telegraph hôm 23 tháng 5 rằng phương Tây đừng bao giờ quên tầm quan trọng của Nga đối với châu Âu. Các cuộc đàm phán phải bắt đầu trong 2 tháng tới trước khi cục diện tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất là đường phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây. Theo đuổi cuộc chiến quá thời điểm đó sẽ không còn liên quan đến quyền tự do của Ukraine mà là một cuộc chiến mới chống lại Nga. Một chính khách đã 98 tuổi mà vẫn suy nghĩ được như vậy, quả là xưa nay hiếm có. Rõ ràng là đầu óc của Kissinger còn sáng suốt hơn đầu óc của Putin, là tuy tuổi của họ cách nhau hơn hai con giáp. Gần đây thì Putin đã trả đũa Mỹ bằng cách cấm các lãnh đạo của Mỹ nhập cảnh vào Nga, trong đó có cố thượng nghị sĩ John McCain, người đã qua đời rồi. Và chắc Putin cũng không đùa, nhưng điều đó không có nghĩa là Kissinger không ngộ nhận và sai lầm. Dư luận nói chung và người Ukraine nói riêng không chấp nhận lời khuyên của Kissinger. Không phải là vì ông này già quá, mà vì ông ngạo mạn khi coi thường người dân Ukraine. Hẳn nhiên lời khuyên của Kissinger đã bị người Ukraine bác bỏ. Một cuộc thăm dò do Viện Xã học Hội học khi Kiev công bố gần đây cho thấy là 82% người Ukraine nói rằng họ không muốn nhượng lãnh thổ cho Nga. Kiện tướng cầu vua người Nga là Garry Kasparov, và là nhà hoạt động chính trị đã viết trên Twitter rằng lập trường mới nhất của ông Kissinger về Ukraine không chỉ vô đạo đức mà còn được chứng minh là sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn Mikhail Podiyak là cố vấn của Tổng thống Zelensky nói rằng bất kỳ cuộc nhượng bộ nào đối với Nga không phải là con đường dẫn đến hòa bình mà chỉ có thể trì hoãn chiến tranh trong vài năm. Tổng thống Zelensky từ nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện để ông tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga là phải đồng ý để Ukraine khôi phục những khu vực vốn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine vào trước ngày Nga xâm lược, tức là 24 tháng 2. Theo Richard Haas, CFPR president, đề xuất của Kissinger có thể bị Ukraine từ chối vì yêu cầu Ukraine từ bỏ quá nhiều và dễ bị Putin bác bỏ vì cho Nga quá ít. Ý tưởng dùng cộng đồng quốc tế để cô lập Trung Quốc và có cơ hội nhập nó vào một trật tự thế giới phù hợp với lợi ích của chúng ta, tức là Mỹ và phương Tây đó, lúc này là không khả thi. Theo bà Ursula von der Leyen, thì một ngày nào đó Nga có thể khôi phục vị trí của họ ở châu Âu nếu nước này tìm đường trở lại với dân chủ, pháp quyền và tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Nhưng ở thời điểm này, thì cuộc chiến bảo vệ đất nước của Ukraine không chỉ là vấn đề sống còn của Ukraine hay vấn đề an ninh châu Âu, mà nó là nhiệm vụ của toàn cầu. Cũng tin liên quan, thì các nước phương Tây đang bắt đầu bất đồng về những điều kiện để đi đến hòa bình ở Ukraine. Phương Tây nói rằng đó cũng là quyền quyết định của Ukraine. Tuy nhiên, 3 tháng sau cuộc chiến bắt đầu, các nước phương Tây đang chọn vị trí vào kết cuộc. Ivan Krastev thuộc Trung tâm Chiến lược Tự do, một tổ chức tư vấn ở Sofia giải thích rằng họ đang chia thành hai phe lớn. Một phe hòa bình, muốn ngừng giao tranh, bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt. Còn phe còn lại là phe công lý, cho rằng Nga phải trả giá đắt cho hành động gây hấn của họ. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine vào hôm 2 tháng 6 đã nói rằng một phần năm lãnh thổ nước này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và vùng Donbass gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến ngày hôm nay, khoảng 20% lãnh thổ của chúng ta nằm dưới sự kiểm soát của những người chiếm đóng gần 125.000 km vuông. Ông Zelensky nói với Hạ viện qua liên kết video vào hôm thứ Năm. Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine sẽ thắng trên chiến trường, nhưng chỉ có thể kết thúc bằng những cuộc đàm phán và Mỹ là nước ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine vẫn chưa đặt ra mục tiêu rõ ràng ngoài việc củng cố Ukraine để giúp nước này có một vị thế đàm phán mạnh hơn. Cho đến nay, thì Mỹ đã chi gần 14 tỷ đô la cho cuộc chiến và quốc hội vừa phân bổ thêm 40 tỷ đô la. Mỹ đã tập hợp các khoản viện trợ quân sự từ hơn 40 quốc gia khác. Nhưng mà sự giúp đỡ này không phải là không có giới hạn, nó đã chuyển giao đại pháo, nhưng không phải những hệ thống hỏa tiễn tầm xa hơn mà Ukraine đang yêu cầu nhận xét của Lloyd Austin là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ làm tăng thêm sự mô hồ. Sau khi đến thăm Kiev vào tháng trước, ông đã ủng hộ phe công lý, nói rằng phương Tây nên giúp Ukraine chiến thắng và làm suy yếu Nga. Ba tuần sau, ông dĩ như trở lại phe chủ hòa, kêu gọi hãy ngừng bắn ngay lập tức sau cuộc điện thoại với người đồng cấp Nga là Sergei Goyku. Và tuy nhiên, thì đầu năm gốc vẫn khẳng định không có sự thay đổi về chính sách. Lập luận sau 100 ngày của cuộc chiến xoay quanh vấn đề lãnh thổ, hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho đến nay, đẩy nó trở lại rạch xuất phát vào ngày 24 tháng 2, hay cố gắng đẩy nó ra xa hơn nữa tới biên giới quốc tế để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014. Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác. Bên cạnh đó, về các giá phải trả, rủi ro và những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh và vị trí của Nga trong thứ tự châu Âu. Phe chủ hòa đang vận động, Đức kêu gọi ngừng bắn. Ý đang lưu hành một kế hoạch bốn đường đi đến một dàn xếp chính trị. Pháp nói về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai và không sỉ nhục Nga. Chống lại họ đứng đầu là Anh quốc, sau đó là Ba Lan và các nước Baltic. Khi được hỏi là liệu Ukraine có cần nhượng một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình hay không, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói, tôi sẽ không nói cho họ biết nên làm gì và không nên làm gì. Ông Biden hôm 3 tháng 6 nói thêm rằng, có vẻ như tại một thời điểm nào đó sẽ cần phải có một dàn xếp giữa hai quốc gia, nhưng mà điều đó thì đòi hỏi gì thì tôi không biết. Và đó là lãnh thổ của họ, tôi sẽ không nói cho họ biết họ nên làm gì và không nên làm gì, nhưng có vẻ sẽ phải có một thỏa thuận thương lượng ở đây. Và tôi không nghĩ rằng có ai đó lúc này lại có thể biết là thời điểm nào, nhưng trong khi chờ đợi chúng tôi vẫn tiếp tục giúp Ukraine để có thể tự vệ. Thưa quý vị, hơn 100 ngày đổ quân vào Ukraine quân đội Nga không phải hoàn toàn thất bại, nhưng một chiến thắng toàn diện và dễ như trở bàn tay vẫn chưa đạt được. Mỗi giờ trôi qua, ngân sách chiến tranh của Putin bị mẻ trung bình 1 tỷ rúp là khoảng 15 triệu. Cuộc chiến giải giáp chế độ phát xít Zelensky hóa ra rơi vào thế giằng co. Chẳng có lãnh đạo cấp cao nào của Kyiv bị bắt hoặc bị giết. Trong khi đó, chiến cuộc dây dưa trưng ra trước bàn dân thiên hạ những xác máy bay bay cháy đen và những thi thể lính Nga cao quắp. The Moscow Times mới đây cho biết, ngân sách liên bang của Nga vào tháng 4 cho thấy 628 tỷ rúp đã được xài cho ngân sách quốc phòng, có nghĩa là Nga đốt chừng 21 tỷ rúp mỗi ngày, tương đương với ngân sách hàng năm của vài vùng lãnh thổ Nga. The Moscow Times cho biết thêm, ngân sách quốc phòng Nga đã tăng gấp đôi kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Vào tháng 1, chính phủ Nga xài 233.7 tỷ rúp cho quân đội nói chung, nhưng đến tháng 2 tăng lên 369 tỷ rúp khi Nga bắt đầu đưa quân áp sát biên giới Ukraine. Và đến tháng 4 thì ngân sách vọt lên khoảng 628 tỷ rúp. Trước đó một năm, tháng 4 2021, chỉ xài quốc phòng của Nga là 275 tỷ rúp. Và từ tháng 1 đến tháng 4, Moscow xài tổng cộng 1.681.000 tỷ rúp cho chi tiêu quân sự. Số tiền này gấp 3 ngân sách cho giáo dục chỉ khoảng 700, 517 tỷ rúp và y tế 615 tỷ rúp. Vào cuối tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Anton Solonov cho biết, ngân sách quốc gia từ dư xài đã bắt đầu đối mặt với nguy cơ thâm thục 1.6 ngàn tỷ rúp và Moscow buộc phải dùng quỹ dự trữ quốc gia để bù đắp. Con số 5 triệu một giờ, tức là 372 triệu một ngày mà Putin ném vào chiến trường Ukraine mà The Moscow Times tính dường như chưa chính xác. Thật ra, theo Sean Spoon, là tổng biên tập của tuần sen quân sự tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn xuất vào đầu tháng 5. Số tiền mà Nga chi cho chiến sự Ukraine có thể lên tới 900 triệu cho mỗi một ngày. Và tờ báo này cũng tính tiền lương, đạn dược, vũ khí được dùng cho chiến trường. Một số loại hỏa tiễn hành trình trị giá lên đến 1.5 triệu một chiếc chỉ riêng chiến hạm Moskova bị cháy đã làm mất 750 triệu, đó là chưa kể những thiệt hại kinh tế từ loạt đòn phong tỏa cấm vận của phương Tây phủ rộng toàn nước Nga. Trong khi đó phương Tây đang phong tỏa hơn 300 tỷ của ngân hàng Trung ương Nga. Vào ngày 10 tháng 5, hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã thông qua luật tịch thu tất cả tài sản Nga tại nước mình để dùng làm nguồn quỹ tái thiết đất nước. Điều đó cho chúng ta một câu hỏi. Cuộc chiến tranh Ukraine sẽ đi về đâu? Quý vị vừa theo dõi một thời sự trong tuần trong ngày hôm nay qua bài viết của tác giả Hoàng Trương. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hành kỳ tới.